Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Phản ứng của đồng đội khi chứng kiến Ronaldo lập siêu phẩm. Ronaldo ghi bàn vào lưới Sampdoria giúp Juventus giành chiến thắng 2-1. CR7 tuyên bố hạnh phúc sau pha bật nhảy không tưởng dẫn đến bàn thắng quyết định. Anh nói, tôi nghĩ đó là một bàn thắng đẹp. Tôi rất vui khi ghi bàn quyết định mang về 3 điểm cho đội bóng. Trong thời gian qua, tôi gặp vấn đề ở đầu gối, nhưng bây giờ tôi cảm thấy sung sức. Mục tiêu của tôi là giúp Juventus giành chiến thắng và có được những danh hiệu. Đó là phản ứng của Ronaldo. Còn đồng đội huấn luyện viên thì sao? Hãy cùng Mr. Zero điểm qua clip phản ứng của đồng đội khi chứng kiến Ronaldo lập siêu phẩm. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Ronaldo lập một siêu phẩm, điều đó chẳng có gì là mới, thậm chí là cũ mềm khi nó được xảy ra hàng tuần, hàng tháng và người hâm mộ lẫn giới mộ điều đã quen thuộc với điều đó. Thế nhưng, quen thuộc không đồng nghĩa với việc không bất ngờ, kể cả đó có là đồng đội của CR7, những người sát cánh cùng anh trên cả sân cỏ và trong luyện tập. Vậy mà đôi khi, chứng kiến một cú nà đại bác hay một pha bay người vô lê vẫn khiến cho họ chẳng thể tin vào mắt mình. Sau đây chính là phản ứng của đồng đội khi chứng kiến Ronaldo lập siêu phẩm để thấy được ngôi sao người bồ thi đấu và tỏa sáng trên sân cỏ thực sự là một may mắn với bất kỳ ai. Phút 33 của trận đấu giữa Real Madrid và Fiorentina trên cúp Bernabeu khi mà Cristiano Ronaldo lập một siêu phẩm nã đại pháo tung lưới đội bóng nước Ý. Marcelo trên băng ghế dự bị đã phản ứng khá hài hước. Hậu vệ người Brazil cùng với Casemiro chỉ biết ngồi cười và dụi mắt liên hồi vì chẳng tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Đây là trận đấu đầu tiên của CR7 sau khi nhận phán quyết cấm 5 trận từ án phạt của chiếc thẻ đỏ và lỗi phản ứng ở trận lượt đi Supercopa gặp Barcelona. Và Ronaldo cũng đã kịp để lại dấu ấn với một bàn thắng đẹp mắt vốn là sở trường của anh khi đi bóng từ bên cánh trái và ra chân quyết đoán đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành. Trở về từ vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Ronaldo đã quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Real Madrid. Trong buổi tập này, CR7 đã ngẫu hứng sâu kim đồng đội của mình. Động tác và kỹ thuật của Ronaldo thì không còn gì để chê. Tuy nhiên, phản ứng của những người xung quanh mới là điều đáng để bàn. Hầu hết đồng đội của anh đều ôm đầu ngỡ ngàng. Anh chàng bạn thân Marcelo thậm chí quay lưng ngửa mặt lên trời cảm thán. Trong khi đó, nạn nhân của pha tản tàu vừa rồi chỉ biết cúi gầm xuống đất đầy tội nghiệp. Trong trận derby thành Madrid, Ronaldo đã để lại dấu ấn riêng bằng một pha xuất phạt hết sức mãn nhãn. Từ cự ly hơn 20m, ngôi sao người Bồ vẽ nên một đường cong hoàn hảo, loại bỏ hoàn toàn rào chắn và cả thủ thành của đối phương để đưa bóng vào lưới. Khỏi phải nói tất cả đã sốc như thế nào, mặc dù ai cũng thuộc 100% lý thuyết rằng xuất phạt là sở trường của Ronaldo. Đến một thủ thành dài dặn kinh nghiệm như Iker Casillas cũng phải trầm trồ, hít thở sâu khi tận mắt quan sát siêu phẩm từ nửa sân bên kia. Có vẻ anh chàng đang tự nhủ trong đầu rằng may mà mình không phải đỡ quả đại bác vừa rồi, nếu không số phận cũng như thủ môn của đối phương mất thôi. Ronaldo vốn có duyên ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và trong lần gần đây nhất gặp Manchester United, anh đã tiếp tục cho thấy cái duyên kỳ lạ của mình. Ngôi sao người Bồ chứng tỏ đẳng cấp siêu sao bằng cú volley một chạm trong vòng cấm. Thế nhưng biểu cảm của huấn luyện viên Allegri mới là điều thú vị. Ông thầy người Ý vừa trề môi tỏ vẻ thán phục nhưng đồng thời cũng nhướng mày như thể nói rằng đấy, học trò của tôi đấy, các anh có thấy sợ chưa? Có lẽ chẳng cần phải dùng mỹ từ để nói về siêu phẩm này nữa. Đã có hàng chục clip khen lấy khen để siêu phẩm ngã bàn đèn của Ronaldo vào lưới Juve năm nào. Nên hôm nay chúng ta sẽ chỉ nhắc đến những biểu cảm bên lề của volley đẳng cấp ấy. Không chỉ hàng chục nghìn khán giả tại sân Allianz Arena đã phải đứng dậy để vỗ tay, mà cả ban huấn luyện và những cầu thủ của Real cũng hoàn toàn bị sốc. Ông thầy Zizou hết lần này đến lần khác đưa tay lên xoa xoa đầu trong vô thức. Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu ông có cái gì để xoa trên mái đầu trong trường ấy. Trong khi đó, Isco, người có diễm phúc xem live siêu phẩm từ khoảng cách chỉ vài mét thì lại ôm đầu như thế, tôi là ai và đây là đâu? Những đồng đội còn lại của Ronaldo trên khán đài thì nhìn chung biểu cảm cũng chẳng khá hơn là mấy. Chắc chẳng ai có thể ngờ ở độ tuổi đó và dưới áp lực kinh khủng, Ronaldo vẫn có thể tạo ra một siêu phẩm phá bỏ mọi chuẩn mực của giới hạn.
Có lẽ đối với nhiều người, hình ảnh một Ronaldo hồn nhiên bên ngoài trận đấu là điều không có gì bất ngờ. Trên sân đá ma cùng các đồng đội, CR7 đã ăn mừng như một chú bé khi sâu kim một đồng đội, còn đồng đội lại một lần nữa được pha cười sấp mặt với màn phô diễn kỹ thuật tinh tế vừa rồi. Tại Real Madrid, Marcelo được coi là bạn thân nhất của Ronaldo do cả hai đều nói tiếng Bồ Đào Nha. Chính vì vậy mà máy quay thường xuyên bắt được những biểu cảm để đời của Marcelo mỗi khi Ronaldo lập siêu phẩm. Không chỉ trong các trận đấu mà thậm chí còn trên cả sân tập, anh chàng đầu xù trước đó còn bẻ bàn vì thất bại trong việc ghi bàn từ phạt góc. Vậy mà chỉ vài phút sau đã có ai đó chỉ giáo anh tận tình và chính xác. Đến khi quay lại, Marcelo mới nhận ra đó là cậu bạn lắm trò Ronaldo. Trong khi đó, chủ nhân của siêu phẩm cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ cú ra chân vừa rồi là xoàng thôi ấy mà. Khi đội nhà đang lâm vào tình cảnh hết sức gian nan trước đối thủ Manchester City, sân khấu đã được dành cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới trình diễn ở phút cuối cùng với pha đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút căng vào lưới ngay dưới đôi găng của thủ thành Rojas. Bàn thắng khiến khán giả trên sân như phát cuồng, như thể Real vừa đăng quang danh hiệu thứ 10 mà họ khát khao từ năm 2002. Còn huấn luyện viên Mourinho thì vung nắm đấm, lao vào sân trượt gối trên mặt cỏ, bất chấp đang khoác trên mình bộ đồ hàng hiệu đắt tiền để thể hiện sự phấn khích với bàn thắng. Điều buồn cười là ông thầy người Bồ đã copy lại hệt kiểu dáng ăn mừng của chủ nhân siêu phẩm vừa rồi. Các bạn vừa cùng Mr. Zero điểm qua những phản ứng khó tin của đồng đội khi chứng kiến Ronaldo lập siêu phẩm. Theo bạn, khoảnh khắc nào là hài hước nhất? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.